vấn đề này trước Liên Hợp Quốc. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2018, Việt Nam đã có phiên họp điều trần trước Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc tại Geneva nhằm đánh giá việc thực hiện Công ước chống tra tấn, đối xử tàn ác hay hạ nhục con người sau 3 năm phê chuẩn. Trong 3 tháng trước phiên họp, khoảng 10 tổ chức thuộc Liên minh chống tra tấn Việt Nam, viết tắt là VNCAT, do PPSOS đứng đầu, đã cùng tổng hợp dữ liệu để soạn 2 trong tổng số 6 bản báo cáo độc lập được trình lên Liên Hiệp Quốc. Trong số đại diện của các tổ chức đó cũng hiện diện trong phiên điều trần. Vì vậy, trước và sau phiên điều trần, các tổ chức này đã liên tục tuyên truyền rằng Việt Nam đang thực thi Công ước chống tra tấn một cách thiếu nghiêm túc và không có ý định cải thiện. Trong tuần qua, Nguyễn Đình Thắng đã đăng một bài dài để kể công trạng của tổ chức PPSOS trong phiên điều trần, thông báo những hoạt động chuẩn bị cho các phiên điều trần tiếp theo và kêu gọi cộng đồng tham gia chúng. Cụ thể, Thắng cho biết, vào tháng 2 năm 2018, PPSOS đã tổ chức một khóa huấn luyện cách thu thập thông tin và viết bài báo cáo về hành vi tra tấn cho 12 tình nguyện viên ở hải ngoại. 12 tình nguyện viên này đã cùng 5 tổ chức trong nước là Defender Defenders, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Nhà Báo Độc Lập, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm và Hội Bầu Bí Tương Thân soạn thảo báo cáo về việc nhà nước Việt Nam đàn áp những người biểu tình, bạo động hồi tháng 6. Ngoài ra, một luật sư trong tòa hoạt động của PPSOS ở Thái Lan đã hợp tác với tổ chức khác để biên soạn bản báo cáo về tình trạng tra tấn nói chung ở Việt Nam. Cả hai bản báo cáo này đã được nộp lên Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 15 tháng 11. Nguyễn Đình Thắng cho biết, trong năm sau, PPSOS sẽ tiếp tục báo cáo về các vụ tra tấn tại Việt Nam tại một loạt các cuộc kiểm điểm nhân quyền. Số này bao gồm cuộc kiểm điểm UPR vào tháng 1, kiểm điểm ICCPR vào tháng 3 và một số cuộc điều trần về nhân quyền mà PPSOS sẽ đề nghị với Quốc hội và Ủy hội về tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ. Nhằm chuẩn bị cho các phiên điều trần đó, PPSOS và VNCAT sẽ làm các video tuyên truyền về Công ước chống tra tấn, tổ chức các buổi huấn luyện về việc viết báo cáo hành vi tra tấn cho một số tình nguyện viên và hỗ trợ tiền để các nạn nhân tra tấn đi kiện. Để thực hiện các hoạt động vừa nêu, PPSOS kêu gọi cộng đồng tham gia với việc mình trong 5 việc là: thứ nhất, cung cấp thông tin về các vụ tra tấn; 2. Lập hồ sơ báo cáo về từng vụ tra tấn; 3. Dịch sang tiếng Anh các tài liệu thuộc hồ sơ tra tấn; 4. Phổ biến thông tin về các hoạt động chống tra tấn đến người dân ở trong nước; 5. Tham gia các cuộc vận động ở Liên Hiệp Quốc, ở Quốc hội Hoa Kỳ và ở một số diễn đàn khu vực và quốc tế. Cũng trong tuần qua, Phạm Lê Vương Cát liên tục nhả lại các chất vấn của Ủy ban CAT để qua đó công kích nhà nước Việt Nam vi phạm luật nhân quyền. Các chất vấn mà Cát tận dụng xoay quanh 6 vấn đề là hình phạt trong cùm chân, hình phạt biệt giam, tình trạng lao động cưỡng bức trong tù, việc dẫn độ tội phạm tra tấn theo công ước và việc Liên Hiệp Quốc muốn gửi báo cáo viên về tình trạng tra tấn đến Việt Nam, muốn Việt Nam cho phép các tổ chức xã hội dân sự làm việc về nhân quyền hoạt động. Các phiên điều trần về tình hình thực thi Công ước chống tra tấn là rất cần thiết để cải thiện chất lượng công việc của các cơ quan thực thi pháp luật, cải thiện điều kiện sống của tù nhân ở Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà dân chủ Việt Nam đang tham gia vào hoạt động này một cách thiếu trách nhiệm trên hai điểm. Chẳng hạn, khi đòi bỏ hoàn toàn việc lao động cưỡng bức trong trại giam, Phạm Lê Vương Cát quên mất rằng tù nhân nên được lao động để học nghề và tự trang trải cuộc sống. Chẳng hạn, Điều 71 của Bộ Quy tắc Tiêu chuẩn Tối thiểu về đối xử với tù nhân mà Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1955 có đoạn sau: A. Lao động nhà tù không được mang tính chất khổ sai. B. Mọi tù nhân đang chấp hành án đều phải lao động, tùy thuộc vào sức khỏe thể chất và tâm thần của họ do cán bộ y tế xác định. C. Phải có đủ công việc hữu ích để giữ tù nhân làm việc tích cực trong một ngày lao động bình thường. D. Trong vi phạm cho phép, công việc đường cung cấp phải nhằm duy trì hoặc làm tăng khả năng tù nhân có thể kiếm sống một cách trung thực sau khi được thả. E. Phải có đào tạo nghề trong các công việc hữu ích cho tù nhân để họ có thể kiếm sống bằng nghề đó, đặc biệt là cho những tù nhân trẻ tuổi. Thứ hai, thông tin mà họ đưa ra có thể không trung thực và khách quan. Theo quy trình soạn thảo báo cáo chống tra tấn mà Nguyễn Đình Thắng đưa ra, thì các nhà dân chủ Việt Nam sẽ vừa là nạn nhân trong các vụ việc, vừa là người viết báo cáo và đi điều trần, vừa khai thác các phiên điều trần để tuyên truyền chống chế độ. Trong khi đó,
nhà dân chủ Trương Minh Tam đã mô tả độ trung thực của mình và đồng hội như sau. Các nhà dân chủ thực sự muốn bảo vệ nhân quyền hay chỉ lợi dụng khẩu hiệu nhân quyền để chống chế độ nhằm thỏa mãn hận thù và tham vọng của bản thân? Cộng đồng nên nhìn phát biểu của Trương Minh Tam để đánh giá.